Xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ câu 68. Thì như ở video lần trước thì mình có chia sẻ cho anh em là mình hứa với anh em rằng á là mình sẽ thực hiện một cái video để nói về cái mối tương quan giữa crypto, blockchain đối với esports và sport hiện tại như thế nào, cũng như là NFT nó sẽ có tiềm năng ra sao trong tương lai. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện cái lời hứa đó của mình ở trong video lần trước với anh em nha. Ok, vì không để anh em đợi lâu nữa thì mình sẽ bắt đầu video ngay thôi. Thì đầu tiên thì mình xin phép là mình sẽ thu nhỏ cái màn hình của mình lại để mình có thể đưa đến cho anh em những cái thông tin nó rõ ràng cụ thể nhất trong những slide mình trình chiếu cho anh em ha. Ok, vậy thì đầu tiên như anh em đã thấy á, trên màn hình của mình á, thì đây là đội do mình cũng gửi một cái lời cảm ơn đến với đội ngũ của mình cũng đã hỗ trợ mình trong cái video này, là đã lập một cái list rất là chỉnh chu và chi tiết để thống kê lại những cái sự hợp tác của những tổ chức tài chính lớn mạnh trong crypto đối với thể thao nói chung và đối với ngành esports nói riêng anh em. Thì anh em có thể thấy là trên màn hình của mình đây thì chúng ta có những cái tên như là Coinbase, Crypto.com, FTX, thì họ đã hợp tác thiết lập một cái mối quan hệ rất là mật thiết đối với những cái tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực esports cũng như là lĩnh vực thể thao nói chung. Đây anh em có thể thấy rằng là chúng ta có rất nhiều cái tên ở đây và cái mối tương quan là họ sẵn sàng họ trở thành một cái đối tác tiền mã hóa cũng như là họ tài trợ với những cái số năm trong hợp đồng hay sau đó đều được liệt kê rất là chi tiết ở đây, và cùng với đó là những cái thương vụ của họ trong cái việc mà đổi tên sân vận động, như ở đây chúng ta có thể thấy là ở bên FTX nè đó, hoặc là họ lớn sân sang ngoài cái esports đi thì họ lớn sân sang những cái mạng thể thao khác rất là phổ biến hiện nay, như là về đua xe, về bóng đá, hoặc là ngay cả về bóng rổ nữa. Đây thì đây anh em có thấy là ở tiếp theo thì cái danh sách này nó càng ngày nó càng nối dài hơn, và chúng ta ngoài những cái tên đình đám hồi nãy mình vừa mới trình chiếu như là Coinbase, như là FTX, như là Crypto.com, thì chúng ta đã có thêm những cái tên mới, những cái gã khổng lồ khác như là BitMEX, Bybit, Uniswap, Sora hay là Chili's. Thì anh em có thấy là dần dần cái sự adoption á, cái sự ứng dụng và cái mối quan hệ này nó dần dần nó được mở rộng hơn, và đã dần có nhiều những cái gương mặt đại diện ở trong cái lĩnh vực crypto của chúng ta đang ngày càng thâm nhập vào cái thị trường này, và dường như là chúng ta đang cảm nhận được rằng á là cái vùng đất này, cái vùng đất mà về thể thao, về esports thì nó sẽ không dừng lại ở đây và nó chỉ mới chớm nở thôi. Thì đặc biệt mình muốn gửi đến cho anh em một cái bức tranh rõ nét hơn, đó chính là về Chillist, đúng không? Thì đây chính là một cái ecosystem của Chillist. Thì nền tảng này là họ đã xây dựng một cái hệ thống, một cái hệ sinh thái đối với những fan token, và họ xây dựng trên rất nhiều phương diện thể thao ở đây. Như anh em có thể thấy là những token này đại diện cho những câu lạc bộ bóng đá thể thao nổi tiếng trên toàn cầu ha, như là chúng ta có AC Milan nè, chúng ta có Barcelona, chúng ta có Manchester City nè, hay là về mảng gaming chúng ta cũng có luôn, về mảng motorsport chúng ta cũng có bóng chày nè đó, hoặc là về mảng đấu với nhau như là UFC đó anh em ha. Thì họ tạo ra những cái này để có thể như là một cái phần quà, một cái gì đó lưu niệm cất giữ lại dành cho người hâm mộ muốn thể hiện cái sự hâm mộ của mình, cái sự nhiệt tình của mình đối với những cái môn thể thao giải trí này. Thì Chillist á là một cái nền tảng mà mình nghĩ rằng là họ đã đi tiên phong trong cái vấn đề này và xây dựng một cái hệ sinh thái rất 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 là tốt. Thì anh em có thể thấy là chúng ta hãy quay về lại một cái câu chuyện trước đây á, là vào năm 2008-2010 á đó, thì cái giao diện của những trò chơi phổ biến lúc đó như là mình đang trình chiếu ở đây cho anh em đó chính là Dota 1. Thì chắc chắn là những anh em thời đó đến hiện tại thì bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, và ngay cả mình cũng là người trải nghiệm những cái game này từ những cái thời đầu của nó, thì anh em thấy giao diện của nó rất 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 là xấu ha. Hay là thậm chí chúng ta đến với một cái tựa game mà ai ai cũng biết, đó chính là Half-Life đi đó. Thì khi mình nhìn vào những cái hình ảnh này thì mình rất là nhớ về tuổi thơ của mình, và mình chắc chắn rằng là anh em nào cũng đã có những cái trải nghiệm như vậy thì cũng sẽ có những cái suy nghĩ như mình mà thôi đó. Thì cái giao diện của nó rất là xấu, nhưng khi mà chúng ta đã bước qua gần 10 năm rồi thì đến bây giờ cái sự đột phá của công nghệ, tại vì về cái mảng esports đó anh em,
về cái mảng eSport thì cái sự đột phá của nó là cũng tương quan với cái mảng blockchain của chúng ta, chính là sự đột phá về công nghệ. Thì chúng ta đã có những cái sự đột phá về công nghệ như hiện tại, như hình ảnh mình đang trình chiếu cho anh em ha. Và một cái điểm nữa, tức là nếu mà anh em á, có trải nghiệm những cái game hồi đó thì anh em có thể thấy rằng là chúng ta gặp một cái cản trở, tức là chúng ta chỉ là ở trong một cái cộng đồng nhỏ với nhau mà thôi, tức là anh em chơi với bạn bè trong nước Việt Nam thì được, nhưng mà chúng ta trải nghiệm cái trò chơi đó, chúng ta muốn đối kháng đối với những anh em quốc tế, những bạn bè quốc tế thì không. Tại vì lúc đó là mạng của chúng ta đang dùng là mạng LAN và chúng ta không có một cái server vững chắc, một cái mạng vững chắc hoặc là một cái những cái bước tiến triển về công nghệ để cho phép chúng ta bước qua cái rào cản đó. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, nhờ sự cải thiện của công nghệ, nhờ sự đột phá và nhờ những cái bước tiến triển của thời đại thì chúng ta đã hoàn thành được việc đó. Ha anh em, đây, chúng ta hoàn thành được việc đó, giao diện của chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn. Đó, chúng ta có những cái tựa game hiện tại đang phổ biến đình đám như bây giờ, như là Dota 2, như là League of Legends, hoặc là ngay cả Half-Life thì bây giờ anh em á hay gọi đó chính là CSGO, thì cái giao diện của nó được cải thiện rất là nhiều và mình nhìn rất là bắt mắt, rất là hấp dẫn đối với người chơi. Và một điểm nữa chính là chúng ta có thể giao lưu với bạn bè quốc tế mà chúng ta không hề bị những cái cản trở lúc trước nữa. Và chính vì điều này thì nó mới đem đến một cái câu chuyện ở thời điểm hiện tại cho ngành blockchain của chúng ta là sao. Thì nếu anh em nhìn vào thời điểm mà trước khi cái phong trào này bắt đầu bùng nổ, thì vào thời điểm tháng 5 á, thì mình cũng, thì cái thông tin này mình nghĩ là chắc chắn anh em cũng sẽ ít anh em biết đến, nhưng mà Texas á, họ đã trở thành một cái đối tác rất là quan trọng đối với đội đua Honda Racing ha. Thì đây là một cái thông tin đặt nền đầu tiên để chúng ta tiến vào cái sự adoption nó lớn hơn. Như tại thời điểm hiện tại thì khởi đầu tiên đó chính là Texas anh em. Thì tiếp theo vào cùng thời điểm đó thì FTX cũng là một trong những cái lá cờ tiên phong để đi đầu cái xu hướng này, khi họ đã thiết lập một cái mối quan hệ đối tác với đội bóng Miami Heat. Thì đội bóng này là một đội bóng rất là, dường như là một đội bóng huyền thoại của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Thì chính vì hai cái sự kiện này đó anh em, nó đã mở ra một cái cánh cổng lớn hơn đối với crypto và đối với mạng thể thao ha anh em. Thì từ sau sự kiện này thì anh em có thể thấy rằng là đây là chính là Sam, là CEO của sàn FTX, thì anh đã thiết lập một cái mối quan hệ đầu tiên đối với lĩnh vực eSport mà mình hay gọi là lĩnh vực thể thao điện tử đó. Thì thôi bây giờ mình sẽ dùng cái cụm từ thể thao điện tử để cho anh em dễ hình dung hơn ha. Thì vào thời điểm đó khi mà Texas thực hiện một cái thương vụ đầu tiên, sau đó là FTX bước vào với Miami Heat, thì ngay sau đó chỉ một tháng sau thôi anh em, thì Sam á, anh đã ký một cái mối quan hệ đối tác khác đối với TSM, là Team Solomid, là một trong những trụ cột của nền thể thao điện tử Bắc Mỹ ha. Thì để biết được là những cái tổ chức thể thao điện tử nó như thế nào thì mình sẽ cho anh em thấy được là một cái bức tranh nó tổng quan hơn, là đây là những tổ chức thể thao điện tử được định giá cao nhất tại thời điểm hiện tại. Thì cái tên TSM, Team Solomid đó, được Sam thiết lập mối quan hệ đối tác vào tháng 6 nè anh em, thì đang có một cái giá trị thương hiệu lớn nhất là 410 triệu đô. Sau đó là hàng loạt những cái ông lớn khác ở trong mảng eSports ha anh em. Thì cái sự phân bổ của những cái tổ chức có giá trị nhất hiện tại thì nó phân bổ ở khắp cái châu lục ha anh em, như là TSM, Cloud9, Team Liquid hay là 100thief này, thì họ đang ở khu vực gọi là khu vực châu Mỹ. Nhưng mà đối với những cái tổ chức khác, chúng ta cũng có những cái đại diện châu Á ở đây, như là chúng ta có Genji, chúng ta có Team One ha, hoặc là chúng ta có một đại diện khác đến từ châu Âu như là G2 Esports nè anh em. Đó, thì anh em có thể thấy một cái bức tranh hình dung rõ ràng được rằng là khi mà Sam đặt bút ký đối với một tổ chức thể thao điện tử thì anh chọn ngay, anh bắt luôn một cái ông lớn đứng đầu đó. Thì cái điều này thể hiện điều gì? Cái điều này thể hiện một cái sự tham vọng rất là lớn đối với việc thiết lập một cái cầu nối giữa crypto và eSport nói riêng và sport nói chung ha anh em. Thì trở lại với cái mạng thể thao điện tử đi, thì chúng ta nhìn vào cái bức tranh cỡ khoảng là, khi mà mình nhớ không nhầm á, là cỡ khoảng vào cái thời điểm mà hồi nãy mình vừa trình chiếu cho anh em, rằng là thời điểm năm 2008-2010 thì dường như thể thao điện tử dường như nó không được gọi là thể thao điện tử anh em, mà đối với một cộng đồng lớn mạnh thì họ chỉ cho rằng là đó chỉ là một cái những cái trò chơi game của những đứa con nít thôi đó. Và thời điểm đó nếu mà chúng ta bắt gặp một cái thuật ngữ như là tuyển thủ chuyên nghiệp về mạng thể thao điện tử thì người ta phủ bỏ nó, người ta lại giống như kiểu là
Cái thời gian đầu khi mà vào thị trường tiền mã hóa thì người ta không có dùng tiền mã hóa đâu, mà người ta dùng đó chính là tiền ảo hoặc là lừa đảo gì đó. Thì chúng ta, thì đối với mạng thể thao điện tử nó cũng bị một cái định kiến như vậy anh em. Nhưng mà anh em thấy vào thời điểm hiện tại, khi mà thể thao điện tử phát triển một cách rất là vượt bậc như vậy, thì những cái giá trị của những cái giải đấu chính thức chuyên nghiệp dần dần được ra đời ha anh em. Và anh em có thể thấy được rằng là đây là cái thống kê năm 2019 ha. Tại vì là năm 2020 chúng ta bị một cái đại dịch Covid và kéo dài tới thời điểm hiện tại, nên là những cái giải đấu, những cái prize pool của những cái giải đấu thì thường nó bị ngắt quãng như vậy. Nhưng đối với năm 2019 thì nó hoàn toàn rất là suôn sẻ. Thì anh em có thể thấy trên màn hình của mình đây, tức là cái giá trị giải thưởng của những trò chơi phổ biến, của những tuyển thủ chuyên nghiệp, những cái tổ chức thể thao điện tử chuyên nghiệp hồi nãy họ đầu tư vào, họ xây dựng một cái hệ sinh thái để có thể cạnh tranh với nhau ở những cái giải đấu này, thì cái giá trị của nó anh em thấy nó rất là khủng luôn. Nó lên tới hàng chục triệu đô, chứ nó không phải là một vấn đề đơn giản anh em. Nó hoàn toàn khác xa với cái quá khứ đó. Và hiện tại dần dần, bây giờ người ta đã dần chấp nhận rồi. Và anh em có thể thấy rằng là bên cạnh những cái giải đấu được định giá cao như vậy, được trao thưởng cao như vậy, thì những cái tổ chức top 1 của thể thao điện tử thì họ cũng đã kiếm được những cái khoản lợi nhuận nhất định ở trong cái phạm vi này. Thì anh em thấy cũng là những cái tên Team Solomid, Team Secret hoặc là G2. Đây, những cái tên rất là đình đám ở đây. Và chúng ta có Vitus Pro đây. Thì ở cái slide đầu tiên mình có trình chiếu cho anh em là đây là ông này là ông vừa thiết lập một cái mối quan hệ đối tác đối với sàn Bybit ha. Thì ngoài những cái giá trị thương hiệu được định giá như vậy, thì cái mức độ phổ biến của những tổ chức thể thao điện tử hàng đầu đây cũng được liệt kê một cách rất là rõ nét ha anh em. Thì đây là những cái tổ chức thể thao điện tử phổ biến nhất hiện nay, chứ không phải là những tổ chức thể thao điện tử được định giá cao nhất hiện nay ha. Thì chúng ta có gì? Chúng ta có Navi được thiết lập mối quan hệ với sàn Bybit ha. Đó. Và hàng loạt những ông lớn khác, chúng ta có OG, Red Bull. Đó, anh em có thấy không? Ông OG này á, ổng là mối quan hệ đối tác của Red Bull, mà Red Bull lại là quan hệ đối tác của Texas. Đó, nó dường như nó có một cái mối quan hệ mắc xích giữa các ông này với nhau, và nó tạo ra một cái sự liên quan nhất định giữa crypto và esports ha anh em. Và cái sự tiến triển đó đã được biểu đồ qua một cái so sánh rằng là sao? Rằng là tổng giá trị giải thưởng của những cái tổ chức, của những cái giải đấu thể thao điện tử dường như nó đang dần phát triển một cách không ngừng, và nó dường như là nó đã vượt qua những cái mảng thể thao truyền thống ha anh em. Thể thao truyền thống của chúng ta ở đây là gì? Tức là những cái mảng thể thao đã được cả thế giới chấp nhận rồi, như là về mảng tennis nè, về mảng bóng đá, bơi lội. Đó là những môn thể thao truyền thống. Còn về thể thao điện tử, nó là một cái ngành mới, nó là một môn thể thao mới. Nhưng anh em có thể thấy được rằng là cái giải thưởng dành cho những giải đấu thể thao điện tử thì dường như nó đang rất là cao, và nó vượt qua hẳn những cái giải đấu của thể thao truyền thống ha anh em. Đây, anh em có thể thấy International 2017, đây là giải dành cho Dota 2 ha. Đó, dường như nó đã vượt qua giải US Open, giải Gold nè của Mỹ nè vào năm 2018, và nó vượt qua cả Tour de France năm 2017. Đó, thì anh em có thể cảm nhận cùng mình rằng là cái mức phát triển của nó đang dần dần nó đi lên. Và cái con số 24,7 triệu này á, thì vào năm 2020 mà ở bên phía Dota họ tiết lộ á, thì bây giờ cái tổng giải thưởng hiện tại mà sắp tới họ sẽ đánh nè, họ sẽ giải đấu, họ sẽ tổ chức giải đấu nè, nó lên tới khoảng là hơn 40 triệu rồi anh em. Đó, vậy thì khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta thống kê lại những cái thành tựu như vậy á, thì vào năm 2020 thì anh em thấy là cái tỷ lệ lợi nhuận của cái ngành gaming nó đem lại cho toàn cầu là như thế nào? Nó rơi vào tầm khoảng là 160 tỷ anh em, một con số rất là lớn. Và nó chia ra nhiều mảng game khác nhau, như là game về máy tính nè, game về điện thoại nè, đó, hoặc là những cái mảng game khác. Thì mình sử dụng hai dữ liệu anh em, một cái dữ liệu là mình sử dụng của Headsetman, và một dữ liệu á là mình sử dụng của IDC. Thì dường như là nó hoàn toàn nó tương tự nhau mà thôi. Thì mình sử dụng hai dữ liệu này để anh em có thể có cái nhìn nó tổng quan hơn. Và tiếp theo á, thì cái ngành esports của chúng ta nó dần dần nó phát triển như vậy, thì những châu lục nào là những châu lục trọng điểm để có thể nhắm vào cái ngành này, cái lĩnh vực này, cái miếng bánh nó đang rất là màu mỡ mà. Đó, thì cái khu vực nào á nó đang thực sự nó bùng nổ, thì anh em có thể thấy trên màn hình của mình, thì cái tỷ lệ phân bổ chúng ta thì châu Á của chúng ta gần như là chiếm khoảng là khoảng 50% anh em. Đó, và tiếp theo chúng ta có những khu vực như là những khu vực về Bắc Mỹ và những khu vực châu Âu. Đó, thì á theo cái tỷ lệ
theo cái tỷ lệ mà cái tỷ lệ lợi nhuận mà CARS á anh em. Đó thì cái tỷ lệ lợi nhuận tăng trưởng kép hàng năm của cái lĩnh vực gaming này á, thì nó rơi vào khoảng tầm 12% anh em. Thì đây là 12% là một cái tỷ lệ mà rất là lớn đối với một cái ngành cực kỳ mới như là gaming. Vì vậy mình muốn làm nổi bật lên là tại sao cái mảng blockchain gaming NFT bây giờ hiện tại nó dần nó tích hợp vào cái ngành esports cũng như là ngành thể thao nói chung là sao. Điểm nổi bật nằm ở đây chính là đâu anh em? Điểm nổi bật nằm ở đây chính là về việc phương tiện thanh toán và những cái ứng dụng của nó vào mảng game để có thể phát triển game thêm một cái tầm cao mới nữa. Tại sao mình lại nói là thanh toán? Thì mình quay trở về một cái câu chuyện là như thế này. Một cái câu chuyện là anh em có thể thấy những cái tổ chức thể thao điện tử hàng đầu như thế này đây, họ có một cái lượng fan nhất định đúng không? Và lượng fan của họ rất là đông, tại vì những cái giải đấu của họ mang về cái giá trị rất là cao. Và để tổ chức lên những cái giải đấu như vậy thì họ phải có doanh thu đúng không? Họ phải có doanh thu. Những cái nhà phát hành game họ phải có doanh thu từ cái vấn đề đó. Và muốn có doanh thu thì họ phải bán đi những cái vật phẩm có trong game. Đó thì anh em biết rằng là đối với những cái game phổ biến hiện tại như là CSGO bắn súng bắn nhau gì đó, hoặc là game đối kháng như Dota 2, thì nó sẽ có những cái vật phẩm như vậy. Và những cái vật phẩm đó nó được rao bán ở trên những cái market của nền tảng trò chơi y chang như NFT vậy anh em. Và để thanh toán được những cái vật phẩm đó thì người ta phải sao ạ? Thì người ta phải nạp tiền qua một cái cổng thanh toán thứ ba, có thể là PayPal, có thể là Visa, hoặc là có thể trên những cái nền tảng đó, nhưng mà vẫn phải thông qua một cái bên thứ ba như vậy. Vậy thì anh em có hình dung ra một cái cơ hội khi mà crypto họ bắt tay đối với những cái tổ chức này làm đối tác, thì cái việc chấp nhận thanh toán crypto để thanh toán cho những cái vật phẩm đó có xảy ra trong tương lai hay không? Hoặc là họ có sẽ tạo ra một những cái NFT kỷ niệm những cái chiến thắng của những cái đội tuyển này, kỷ niệm những cái món quà của những cái đội tuyển này dành cho người hâm mộ hay không? Thì mình chắc chắn được rằng là đó là một câu chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, và đó là một phạm vi mà crypto có thể dễ dàng tiếp cận hơn đối với nhiều người trên toàn thế giới anh em. Và về mảng thể thao thì sao? Về mảng thể thao anh em có thể thấy được rằng á, là những người nào mà theo dõi những cái bộ môn bóng đá hoặc là những cái bộ môn đua xe thì anh em thấy là có rất nhiều thương hiệu được gắn trên những cái áo đấu của họ đúng không? Được gắn trên những chiếc xe của họ đúng không? Và nếu mà anh em lên mạng, anh em tra cứu về những cái tỷ lệ lợi nhuận của những cái ông lớn đó thì nó rất là cao. Và cái việc mà họ thiết lập đối tác đối với mạng thể thao như vậy, tại vì sao? Tại vì cái ngành giải trí anh em, ngành thể thao giải trí cũng như là thể thao điện tử thì cái khối lượng hâm mộ rất là đông. Và sao nữa? Và đó là một cái lĩnh vực có thể nói là thu hút được cái lượng khán giả cũng như là người mới có một cái sự kích thích rất là cao đối với họ. Vì vậy khi mà một khán giả họ tiếp cận cái lĩnh vực giải trí đó thì họ sẽ thấy rằng cái lĩnh vực giải trí này có những ông lớn như thế này, và những ông lớn đó nó gắn liền mật thiết với cuộc sống của họ, giống như là anh em thấy Red Bull nè, Honda nè đó, hoặc là chúng ta có những cái ông lớn khác như về cửa hàng thiết bị như Siemens nè đó, thì nó gắn liền như vậy, thì nó làm cho kích thích của người tiêu dùng là biết đến cái đó và họ sẽ sử dụng cái đó. Thì crypto cũng vậy anh em ha, mà đặc biệt là trong ngành thể thao điện tử nữa đó, thì khi mà khán giả họ biết đến cái đội tuyển thể thao của chúng tôi đang hợp tác với ông này, cái này là gì vậy ta, họ sẵn sàng họ tìm hiểu về cái đó. Và sau này khi mà nó đã đến một cái ngưỡng nhất định rồi, chấp nhận thanh toán được rồi, thì họ sẽ sẵn sàng họ thanh toán bằng tiền mã hóa để mua những cái vật phẩm trải nghiệm trong game của họ ha. Và từ đó nó sẽ có những cái chiến dịch khác như là chiến dịch NFT nè, hoặc là những cái cầu nối khác mà chúng ta có thể dễ dàng chúng ta thâm nhập và thiết lập đối với một cái miếng bánh cực kỳ màu mỡ này. Thì đây là một cái bức tranh tiếp theo mình muốn gửi đến cho anh em, chính là về cái lượng khán giả anh em. Thì anh em thấy lượng khán giả mà Newzoo họ đưa ra một cái ước tính á, thì vào năm 2020 thì chúng ta có những cái fan hâm mộ cuồng nhiệt của esports là 223 triệu ha, và những cái lượng viewer khác. Nhưng mà họ dự tính tới năm 2023 thì nó lại tăng cực kỳ đột biến đến 646 triệu, bao gồm cả hai thành phần lượng khán giả này. Thì cái lượng khán giả này anh em thấy á, một cái số lượng khán giả rất là khiêm tốn mà thôi, nhưng mà anh em đã thấy được rằng là cái mức doanh thu của họ cũng như là cái giải thưởng đấu của họ trong các giải đấu chuyên nghiệp thì nó đã khổng lồ như thế nào rồi đúng không? Và nhất là mình muốn đề cập đến cái sự kiện mà tháng 6, tháng 7 vừa rồi, khi mà anh em thấy là những cái mô hình blockchain
gaming được ra đời, và điển hình là AXS, thì nó đã có một cái làn sóng cực kỳ khủng khiếp như thế nào. Huống chi chúng ta bước đến một cái sự áp dụng mới hơn, một cái sự áp dụng nó đột phá hơn giữa những ông lớn họ có chuyên môn về gaming hơn, như là những cái tổ chức thể thao điện tử hàng đầu mình đã trình bày ở đầu video, và những người chuyên nghiệp về crypto, những cái tổ chức chuyên nghiệp về crypto họ bắt tay lại với nhau nữa, thì cái làn sóng nó sẽ như thế nào, thì mình vẫn không hình dung ra được. Tại vì mình, theo quan điểm của mình thì mình cảm thấy rằng nó rất là bùng nổ đó. Thì cái xu hướng về blockchain, gaming, NFT cũng như là thể thao điện tử và mảng thể thao truyền thống nói chung, thì mình nghĩ rằng trong tương lai vẫn còn rất nhiều điều để làm. Và những cái mà chúng ta hiện thấy vào thời điểm bây giờ thì mình nghĩ rằng nó chỉ mới là chớm nở mà thôi. Đó là những cái phân tích của mình từ xuyên suốt đầu video đến hiện tại. Và một cái thông tin tiếp theo mà mình muốn gửi, thông tin cuối cùng mình muốn gửi đến cho anh em, tức là anh em có thể thấy được rằng đó, là cái sự mà chấp nhận cái chỉ số chấp nhận tiền mã hóa vào năm 2021 thì châu Á của chúng ta dường như là chiếm phần lớn, và trong đó niềm tự hào đó chính là Việt Nam. Việt Nam của chúng ta thì cái chỉ số này nó rất là cao anh em đó. Và chúng ta quay lại câu chuyện hồi nãy, khi mà cái tỷ lệ phân bổ của ngành gaming của chúng ta nằm ở châu Á là phần lớn, đúng không? Nhưng cái sự hợp tác của những ông lớn ở đầu video mình có chia sẻ cho anh em thì vẫn chưa nhắm đến châu Á. Họ đang nhắm đến phần này nè, họ đang nhắm đến vùng châu Mỹ, vùng châu Âu, và vùng châu Á dường như là họ chưa đặt chân tới anh em. Mà vùng này lại là vùng mang lại tỷ lệ lợi nhuận gaming lớn nhất trên toàn cầu. Và cộng với một yếu tố rằng là cái chỉ số chấp nhận tiền mã hóa của châu Á của chúng ta rất là cao. Vậy thì anh em hãy hình dung với mình rằng là bây giờ họ chưa đặt chân tới, nhưng vốn dĩ ở châu Á của chúng ta đã có một cái làn sóng chấp nhận tiền mã hóa mạnh mẽ như vậy rồi. Vì khi họ đặt chân tới thì điều gì sẽ xảy ra, đúng không anh em? Đó là hai cái yếu tố cuối cùng mình muốn chia sẻ đến anh em trong video hôm nay. Và một lời cuối cùng thì mình cũng muốn cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong cái video này, để cho anh em có những cái nhìn nó mới hơn, có những cái nhìn nó tổng quan hơn về cái thị trường blockchain của chúng ta, về tiền mã hóa cũng như là về mảng NFT nó đã đi như thế nào trong khoảng thời gian vừa qua. Và mình cảm ơn anh em một lần nữa. Ok, vậy thì video đến đây đã dài rồi, mình xin kết thúc tại đây ha. Xin chào anh em.